Bảy pháp. Chương 1. Phẩm tài phản. Một La Mã được ái mộ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ưa muốn lợi dưỡng, ưa muốn tôn kính, ưa muốn được tán thán, không xấu hổ, không sợ hãi, ác dục và tà kiến. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ích dục và chánh kiến. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. 2. Được ái mộ. Như kinh 1, thay hai pháp cuối giới tật đố và sang tham, và giới không tật đố, không sang tham. 3. Các sức mạnh tóm tắt. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này, thế nào là bảy? Tính lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này, tính lực và tấn lực, tàm lực và quý lực, niệm lực và định lực, tuệ là lực thứ bảy, và tuệ lực thứ bảy, tỳ kheo với lực này, sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, giới tâm được giải thoát. 4. Các sức mạnh rộng thuyết. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này, thế nào là bảy? Tính lực, tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tính lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tính lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tấn lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tàm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tàm lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là quý lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là quý lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là niệm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ, tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niệm lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là định lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỳ kheo, đây gọi là định lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ lực?
Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ lực. Các pháp này, này các tỳ kheo, là bảy pháp, tính lực và tấn lực, tam lực và quý lực, niệm lực và định lực, và tuệ lực thứ bảy. Tỳ kheo với lực này, sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, với tâm định giải thoát. 5. Các tài sản tóm tắt. Này các tỳ kheo, có bảy tài sản này, thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây là bảy tài sản. Tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, và tuệ là tài thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy, tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. 6. Các tài sản rộng thuyết. Này các tỳ kheo, có bảy tài sản này, thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tính tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tính tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là giới tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu. Này các tỳ kheo, đây gọi là giới tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tàm tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tàm tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là quý tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là quý tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là văn tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là văn tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là thí tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu quế của sang tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là thí tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây gọi là bảy tài sản. Tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, và tuệ tài thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng,
Do vậy, tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy.